Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay trên phạm vi cả nước sẽ phổ biến trạng thái thời tiết khô ráo ít mưa. Khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu và di chuyển ra phía đông, nên khu vực Bắc Bộ chỉ nhiều mây có sương mù vào đêm và sáng. Đồng thời vào lúc này trời vẫn còn rét, với nền nhiệt chỉ trong khoảng từ 14 cho đến 17 độ. Tuy nhiên đến sau 10 giờ sáng, sương mù tan đi, trời sẽ hửng nắng. Nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mức cao nhất là từ 22 cho đến 25 độ. Một số nơi ở vùng núi phía Tây Bắc Bộ có thể đạt mức từ 26 cho đến 28 độ. Thời tiết ấm áp hơn rất nhiều. Khối không khí lạnh suy yếu, đới gió Đông Bắc tác động đến khu vực miền Trung cũng yếu đi. Do vậy, trong ngày hôm nay, mưa ở Trung Bộ sẽ giảm xuống diện vài nơi với lượng không lớn. Ban ngày, trời giảm mây, hửng nắng và ấm áp hơn những ngày vừa qua. Nền nhiệt cao nhất sẽ tăng lên mức từ 23 cho đến 26 độ tại các tỉnh ở phía Bắc Đèo Hải Vân và phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 30 độ ở khu vực phía Nam. Khác hẳn với thời tiết rét ở miền Bắc, xuống đến các tỉnh thành Nam Bộ, thời tiết lại đang trong trạng thái khô và nóng. Với hình thế chính chi phối khu vực là khối không khí biển khô và nóng bao trùm, trong hôm nay Nam Bộ tiếp tục nắng nhiều và không mưa, nền nhiệt cao nhất sẽ trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Một số nơi ở miền Đông nền nhiệt sẽ xấp xỉ mức nắng nóng, đồng thời độ ẩm ban trưa giảm thấp, do vậy người dân cần cảnh giác với hiện tượng cháy rừng có khả năng sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Tiếp theo mời quý vị theo dõi những thông tin thời tiết trên đô thị lớn trong ngày hôm nay. Thời tiết ở khu vực thủ đô Hà Nội khá đẹp, thuận lợi cho việc lưu thông đi lại cũng như là các hoạt động diễn ra ngoài trời trong ngày làm việc cuối cùng của tuần. Tuy nhiên vào sáng sớm trời vẫn khá rét với mức nhiệt thấp nhất chỉ dao động trong khoảng từ 16 cho đến 17 độ. Đồng thời sương mù vẫn xuất hiện, đặc biệt ở khu vực ngoại thành hoặc khu vực gần sông Hồ sẽ có sương mù dày hơn làm ảnh hưởng đến tầm nhìn. Do vậy khi lưu thông, quý vị và các bạn cũng nên hạn chế tốc độ. Đến trưa chiều trời có nắng ấm, mức nhiệt cao nhất ngày hôm nay được dự báo sẽ tăng lên mức từ 23 cho đến 25 độ. Tại thành phố Hải Phòng hôm nay sẽ là một ngày khô ráo không mưa nhưng trời vẫn nhiều mây và có sương mù vào thời điểm đêm và sáng. Nằm xa về phía đông lại gần sát biển hơn nên sương mù sẽ dày hơn so với thủ đô Hà Nội. Lúc này thành phố vẫn khá rét với nền nhiệt chỉ trong khoảng từ 15 cho đến 16 độ. Khi lưu thông quý vị và các bạn cũng nên nhớ mặc thêm áo khoác ấm để bảo vệ cho sức khỏe. Đến trưa chiều, sương mù tan đi nhanh chóng, nắng xuất hiện, nền nhiệt ở Hải Phòng sẽ tăng lên mức cao nhất trong khoảng từ 22 cho đến 24 độ. Sau nhiều ngày có mưa làm thời tiết ẩm ướt, đường xá trơn trượt và trời rét, không thuận lợi cho đời sống sinh hoạt của người dân, thì sang đến ngày hôm nay ở thành phố Vinh, thời tiết lại có sự chuyển biến tích cực. Trời vẫn nhiều mây và rét vào đêm và sáng, nền nhiệt thấp nhất dao động trong khoảng từ 16 cho đến 17 độ, nhưng mưa sẽ giảm xuống chỉ còn xảy ra cục bộ vài nơi với lượng không lớn. Đến trưa chiều, trời giảm mây hưởng nắng, mức nhiệt tăng lên ấm áp trong khoảng từ 21 cho đến 23 độ. Các hoạt động sản xuất lưu thông của người dân thành phố sẽ được diễn ra thuận lợi hơn. Cũng tương tự như thời tiết ở thành phố Vinh, ngày hôm nay, thành phố biển Đà Nẵng sẽ có một ngày ít mưa, trời chỉ nhiều mây một chút vào lúc buổi sáng, sau đó mây giảm, trời có nắng và nền nhiệt tăng lên. Dự báo nhiệt độ trưa chiều nay ở thành phố sẽ trong khoảng từ 26 cho đến 27 độ. Với nền nhiệt vừa phải, độ ẩm không khí dao động từ 68 cho đến 85%, thì thời tiết ngày hôm nay sẽ khá ủng hộ cho hoạt động dân sinh. Dự báo thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục ít mưa trong những ngày tới, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng không cũng như là du lịch. Đến với thành phố ngàn hoa Đà Lạt, trong ngày hôm nay thời tiết ở đây được dự báo sẽ khá ổn định, trời ít mây và có nắng nhiều, song cường độ nắng không gay gắt. Mức nhiệt cao nhất vào lúc giữa trưa chỉ đạt mức từ 22 cho đến 23 độ. Đêm và sáng trời rét, lúc này nhiệt độ chỉ trong khoảng từ 15 cho đến 16 độ. Do vậy quý vị các bạn nhớ mặc thêm áo ấm để bảo vệ cho sức khỏe. Đang vào mùa khô trời không có mưa nên đến Đà Lạt vào thời điểm này, du khách có thể tham gia lễ hội hoa cũng như là tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng khác mà không lo ngại về vấn đề thời tiết. Cùng chung xu thế với các tỉnh Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kéo dài thêm chuỗi ngày nắng ráo và ít mưa. Hôm nay nắng lên sớm và nhiệt độ ở thành phố sẽ tăng nhanh trong khoảng trưa chiều, chạm ngưỡng 34 độ. Nhìn chung thời tiết khá thích hợp cho việc hong phơi đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa của người dân thành phố. Tuy nhiên trời khô hanh vào lúc trưa chiều nên quý vị và các bạn cần uống nhiều nước để đảm bảo cho sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin đô thị của kênh VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.